Những năm gần đây, nuôi lợn nái ngoại được đưa vào nước ta đã góp phần làm tăng nhanh đàn lợn hướng nạc, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đã có những lúc, những nơi, con lợn nái ngoại thăng trầm theo nhu cầu của thị trường vì do người dân chưa biết đầu tư đúng mức. Thời gian gần đây, nhu cầu xuất khẩu tăng cao, một số trang trại và hợp tác xã đã xuất bán sản phẩm lợn choai đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nuôi lợn nái ngoại, ngoài việc cung cấp lợn choai dùng để xuất khẩu, bà con có thể nuôi lớn hơn một chút để xuất khẩu thịt lợn mảnh. Chúng tôi đã đi thực tế ở một số địa phương về thăm tỉnh Thái Bình, là một tỉnh thuần nông, nơi có vựa thóc lớn nhất các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bà con nơi đây có truyền thống lâu đời về việc kết hợp trồng cây lương thực gắn liền với việc phát triển chăn nuôi. Trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều hộ gia đình đã chọn con lợn nái ngoại là nguồn giống chủ lực để đầu tư. Thưa anh, quy mô trang trại gia đình nhà anh như nào, xin anh giới thiệu cho biết ạ. Báo cáo với chị là quy mô trang trại nhà tôi là xây dựng với quy mô 120 con nái. Và tôi sẽ nhập từ tháng 7 năm 2000. Và đến nay thì quy mô nhà tôi là được 120 con nái và tôi đã có sản phẩm bắt đầu từ tháng 3 năm 2001 bắt đầu tôi có sản phẩm bán. Thưa anh, thế tại sao anh lại chọn nuôi lợn nái ngoại ạ? Đối với tôi khi xây dựng cái trại này thì cũng dựa vào cái đặc điểm của Thái Bình là một cái tỉnh nông nghiệp, thuần nông nghiệp. Thế do đó mà phát triển về các ngành khác thì đối với điều kiện đất đai rồi các thứ nó cũng khó. Thế do mà tôi sẽ đã tập trung vào và xây dựng cái trang trại nái ngoại này. Thì cũng qua học hỏi các kinh nghiệm của các trại, rồi là qua đúc rút từ cái thực tế và qua cái nhà mình làm thì tôi thấy rằng đối với cái điều kiện chăn nuôi nái ngoại này thì về điều kiện vệ sinh là phải đảm bảo, thứ hai là phải chăm sóc phải thật là tốt. Mô hình chăn nuôi lợn hướng nạc gia đình tôi đấy, như thế là nuôi giờ là nuôi 23 con. Thế thì qua cái kết quả đầu tiên thấy tình hình phát triển tốt, gia đình chúng tôi phát triển cái mô hình nuôi 50 con để nói chung là để kết hợp là chăn nuôi về VAC, đến là chuồng trại làm nói chung là đúng cái quy trình đấy, và nuôi cá. Tất cả cái đường rãnh thoát nước nói chung là đảm bảo cái vệ sinh môi trường và đảm bảo cho cái con lợn không bị ô nhiễm đấy, cho nên có khỏi bị dịch bệnh. Thế chúng tôi là phát triển thêm mà làm cái trang trại mới này cũng áp dụng theo làm theo cái các cái thoáng rồi vấn đề là thoát nước các thứ để đảm bảo tốt cái môi trường và cái vệ sinh sạch sẽ cho con lợn. Gia đình tôi có mấy cái ao này, đằng trước đằng sau này, để tiện cái để tạo cái lợi dụng cái nguồn phân này của con lợn thải ra đấy, để nuôi cá đấy. Và bản thân gia đình tôi cũng nuôi cả là xây dựng cái bioga để đảm bảo cái môi trường. Trên đây là ý kiến của những người đã nuôi thành công và đang mở rộng phát triển chăn nuôi. Còn với những người đang tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm để chăn nuôi thì sao? Để giúp bà con các nơi khác cũng có thể nuôi tốt đàn nái ngoại. Phần đầu chương trình Bạn của Nhà Nông hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và bà con kỹ thuật chăn nuôi lợn nái ngoại. Các yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong việc chăn nuôi lợn nái ngoại, bà con cần chú ý đến các khâu giống, thức ăn, môi trường, thú y và quản lý, trong đó quản lý là yếu tố quan trọng nhất. Xin kính mời quý vị và bà con theo dõi cuộc trao đổi ý kiến của người dân đang có nhu cầu chăn nuôi lợn nái ngoại và kỹ sư Mai Xuân Trường, Phó phòng Kỹ thuật chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình.
Thưa anh, xin anh cho biết là để hình thành một trang trại, bước đầu chúng ta cần phải, nói chung là cần với cái quy mô cũng như là những kỹ thuật về chuồng trại ban đầu như thế nào? Đối với Thái Bình thì nó có hai cái hình thức, một là cái chăn nuôi trang trại, hai là cái chăn nuôi gia trại. Đối với cái trang trại thì đối với Thái Bình là áp dụng đối với các cái gia đình có cái điều kiện kinh tế, có tiền vốn, có điều kiện kinh tế và có đất đai. Thế còn đối với các cái gia trại ở các cái khu vực nông thôn thì với cái quy mô, đối với trang trại thì chúng ta là chăn nuôi cái quy mô tương đối lớn, chứ còn đối với các gia trại thì là chăn nuôi nhỏ, dưới 20 con. Và đối với Thái Bình chúng ta thì là các cái trang trại thì là với cái quy định, chúng ta quy định là 20 con trở lên là cái trang trại. Thế còn đối với các gia trại thì 20 con trở xuống. Thế và đối với khu vực nông thôn chúng ta ấy, thì đối với các cái gia trại thì nằm trong cái khu vực dân cư, cho nên là cái việc mà bố trí cái chuồng trại như thế nào cho nó đảm bảo hợp cái vệ sinh, đặc biệt là cái vệ sinh môi trường. Thế thì để hình thành được cái trang trại, cái gia trại ở khu vực nông thôn thì chúng ta phải trước hết là phải chuẩn bị cái hệ thống chuồng trại để nuôi. Chuồng trại để nuôi thì trước hết phải đảm bảo mấy cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư. Thế cho nên là bản thân chúng ta bây giờ xác định được là chăn nuôi cái gia trại thì chúng ta phải xây dựng cái chuồng trại làm như thế nào đó mà nó đạt được cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn. Việc xây dựng thiết kế chuồng trại phụ thuộc vào điều kiện tùy từng nông hộ, trang trại. Với hình thức chăn nuôi dưới 20 con lợn nái, bà con có thể làm chuồng nền. Khi xây dựng, cần tuân thủ các nguyên lý chung. Chuồng phải cao ráo sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp khi mùa đông. Tuy tiết kiệm diện tích nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có hệ thống xử lý chất thải, tốt nhất bà con nên xây dựng hầm biogas.